Hôm đó Mr. Bean mua một tờ vé số, không ngờ khi bốc số ngẫu nhiên, ông lại trúng được giải nhất, giành được 20 triệu tiền tài trợ cho một chuyến du lịch và có cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ tại nước Pháp lộng lẫy xinh đẹp. Ông còn được tặng một chiếc máy quay phim. Cứ như vậy Mr. Bean bắt đầu tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ tới Pháp của mình. Vì bất đồng ngôn ngữ nên ông đành vẽ một con tàu nhỏ, rồi nói với tài xế mình muốn đến địa điểm này. Không ngờ, ông lên nhầm xe và khi đến nơi, ôi, có gì đó sai sai, nơi khỉ ho có gáy gì thế này, có giống bến tàu tí nào đâu. Ông đành dùng ngôn ngữ cơ thể để hỏi người đi đường. Zika Zika. Người đi đường ngơ người không hiểu gì. Sau đó, ông nhìn thấy một tấm bản đồ và tìm được vị trí của mình trên đó, cùng cả vị trí nhà ga. Ông dùng hai tay để nối liền vị trí hai địa điểm, khoảng cách này cũng tạm, không xa lắm, không vấn đề gì. Ông dùng mắt để xác định phương hướng. Ok, sau đó lại lấy la bàn ra, sửa mũi kim một chút, la bàn đã chỉ về phía nhà ga. Ông xách món tiền lớn trên tay tiến về phía nhà ga. Ông cứ thế đâm thẳng xuyên qua mọi chướng ngại, tận dụng hết sức khoảng cách đường chim bay giữa hai điểm. Dựa vào cảnh giới cao nhất về mức độ bình tĩnh khi đi đường, ông đã làm náo loạn cả tuyến đường giao thông. Ông đi xuyên qua một nhà hàng, để mọi chuyện ở ngoài tai, chỉ cắm đầu đi theo chiếc la bàn. Phải công nhận rằng, không thể không phục ông với cách đi như vậy mà vẫn đến được nhà ga. Trên đường đi Mr. Bean thấy gì cũng đều chụp lại. Thấy đói nên ông định ăn gì đó, nhưng không cẩn thận nhét cả vạt vào trong khe thu tiền. Ông dương mắt đứng nhìn chuyến tàu của mình chạy qua, và đành phải chờ thêm một tiếng nữa, thấy vẫn còn nhiều thời gian. Cho nên, ông vào nhà hàng ăn gì đó, vừa nhìn menu. Gì thế này, tôi nhìn hiểu chết liền. Vậy nên ông chọn bừa một món, món ăn được đưa lên. Ông vừa nhìn thấy, ôi má ơi, đây là cái gì vậy? Làm sao mà ăn được? Có miếng nào chín đâu? Ôi má ơi, nó đang động đậy kìa. Cái thứ này có thể ăn được sao? Nhân viên nhìn ra nỗi khó khăn của ông, nên làm mẫu động tác ăn cho ông xem. Mr. Bean thấy vậy, ồ thì ra là vậy. Dễ ợt, ông đổ vào miệng. Quẹ, kích thích quá má ơi. Có chút lên lên đến não rồi. Ây dô, đã ghê, tuyệt vời. Mr. Bean thấy ông nhân viên cứ nhìn mình chằm chằm. Thế nên, ông giả vờ đổ hào liên tục vào miệng. Ăn hết, thật ra, ông đổ hết vào khăn. Nhưng cứ giữ ở khăn mãi cũng không được. Nhìn thấy túi sách để dưới đất của người phụ nữ bên cạnh, não liền nhảy số. Ông giả vờ làm rơi dụng cụ ăn xuống đất, nhân cơ hội cúi xuống nhặt, liền đổ hết hàu vào trong túi của cô ấy. Lúc này điện thoại trong túi của cô ấy kêu lên. Mr. Bean thấy vậy, toang rồi, hú hồn chim én. Ông vội vàng đứng lên chạy gấp, đứng trước bậc bước lên tàu. Mr. Bean muốn lưu giữ kỷ niệm nên tìm một người đến giúp mình quay video. Sau vài bước đi sang chảnh như hoa hậu lên nhận giải, ông hài lòng cầm máy ảnh bước lên tàu. Thế nhưng người đàn ông kia vẫn chưa kịp lên thì cửa tàu đã đóng lại. Hắn bảo Mr. Bean hãy mở cửa cho mình, nhưng Mr. Bean nhìn thấy cánh cửa không có tay vịn, mở thế nào được, cửa không mở được đã đành. Người ta giúp mình quay video, kết quả không kịp lên tàu, Mr. Bean còn lén quay người ta. Bạn nghĩ xem tấm lòng của ông rộng rãi như thế nào, bó tay. Mr. Bean bước vào khoang tàu và hoảng hốt khi nhìn thấy con trai của người đàn ông kia vẫn ở trên tàu. Lúc này ông mới ý thức được mối họa mình gây ra. Ông ngồi xuống trước mặt cậu bé rồi an ủi cậu. Cậu bé dùng ánh mắt hình viên đạn chằm chằm nhìn ông. Mr. Bean làm mặt xấu, làm cho cậu vui, không ngờ lại nhận được một cú tát từ cậu. Khi tàu đến trạm dừng, cậu bé bước xuống tàu. Một tên nát rượu tiến đến hỏi chuyện. Mr. Bean thấy vậy liền giả vờ mình là bố và đuổi tên nát rượu kia đi. Khi ông quay lại tàu thì phát hiện ra cậu bé kia đang cầm chiếc máy quay của mình để quay ông. Ông vội vàng xuống tàu để lấy máy quay. Đúng lúc đó, cửa tàu đóng lại, túi tiền khổng lồ của Mr. Bean vẫn đang ở trên đó. Chuyện này khiến ông phát điên, dốc sức chạy đuổi theo con tàu. Nhưng dù thế nào thì vẫn không thể đuổi kịp. Lúc này Mr. Bean rất đau lòng. Thật là đen đủi. Cậu bé bước đến, nhìn thấy Mr. Bean thật sự đang nổi giận, cậu bắt đầu bắt chước động tác của ông. Mr. Bean làm gì, cậu làm nấy. Lúc này, bố của cậu bé ngồi trên một chuyến tàu khác, chạy qua đây. Người bố giơ một tờ giấy lên, bên trên có ghi số điện thoại của anh, ra hiệu bảo cậu bé hãy gọi điện thoại cho mình. Mr. Bean cầm máy quay, quay lại số điện thoại, nhưng không ngờ rằng hai con số cuối cùng đã bị tay của người bố che mất. Vậy nên Mr. Bean đành viết hết các con số ra, rồi gọi từng số một. Lúc này một chuyến tàu khác lại đến. Mr. Bean sau khi lên xe phát hiện ông đã tiêu hết số tiền còn lại của mình để gọi điện thoại. Lần này lại tiếp tục toang. Mr. Bean không có tiền mua vé và bị nhân viên bán vé xuất hiện, đuổi thẳng hai người xuống tàu. Không có tiền gọi điện thoại, cậu bé giả vờ đáng thương đến xin tiền người phụ nữ ngồi bên cạnh. Mr. Bean thấy vậy nghĩ, ấy, chiều này được đấy, mình cũng thử xem sao. Ông đứng trước mặt người phụ nữ, bản thân không biết tiếng Pháp, cho nên ông nói bừa một lúc. Chúng ta cũng không biết ông ấy nói gì mà cố gắng tỏ vẻ rất đáng thương. Người phụ nữ thấy vậy cho rằng thần kinh ông có vấn đề, xách hành lý bỏ đi ngay lập tức, dùng hết đồng xu cuối cùng. Cả hai bắt đầu điên cuồng nhấn bừa số điện thoại và bị nhân viên bảo vệ phát hiện, đuổi ra khỏi nhà ga. Hai người vội vàng bỏ chạy. Mr. Bean và cậu bé đói như chết đi sống lại, nhìn thấy đồ ăn liền dán mặt vào, nhưng trên người không một xu dính túi. Thôi nhịn đi. Sau đó, Mr. Bean nghĩ ra một cách, bắt đầu biểu diễn đường phố để kiếm tiền. Sau một màn trình diễn tấu hài hết sức đặc sắc, mọi người đều vỗ tay hào hứng khen ngợi, cho rằng màn biểu diễn vô cùng đặc sắc, tài năng hiếm có khó tìm. Mr. Bean và cậu bé cầm hộp tiền thưởng rời đi, mua một đống đồ ăn ngon. Khi chuẩn bị lên xe khách,
Mr. Bean làm mất tấm vé, ông giữ nó trên miệng, và một cơn gió đến, cuốn tấm vé bay đi mất. Mr. Bean lật đật chạy theo, tấm vé bị thổi đến một bầy gà. Mr. Bean tiến lên phía trước, rất may tấm vé bị dính vào chân của một con gà. Mr. Bean vừa cúi người xuống để lấy, gà mẹ bị dọa chạy mất, sau một hồi đuổi bắt, ông phát hiện con gà ấy đã bị bắt vào lồng và đưa lên xe vận chuyển, vậy nên ông đã nhảy lên chiếc xe đạp gần đó đuổi theo. Trên đường ông bám vào phía sau một chiếc ô tô và phóng như gió về phía trước, đây không giống một thanh niên đuổi theo gió hay sao? Gió nhẹ nhàng thổi, khiến tâm trạng ông đang lâng lâng, chiếc xe chuẩn bị rẽ, Mr. Bean mượn lực đó mà phi lên phía trước, người thông minh dựa vào sức mạnh mà hành động. Ngay lập tức ông vượt qua tất cả các vận động viên đua xe, nhìn giống như tốc độ Mr. Bean 20 km/h, điên cuồng phóng đi. Mr. Bean nhìn thấy có vẻ sẽ lấy được tấm vé. Ây da, má ơi, hú hồn chim én à? Đây chính là trộm gà bắt chó trong truyền thuyết hay sao? Mr. Bean lén lút theo tới tận nhà, vừa mở cửa đã khiến ông sững sờ. Bạn có biết thế nào gọi là tuyệt vọng không? Đây là một trang trại nuôi gà. Nhiều gà như thế này thì phải tìm đến bao giờ? Ông thử tìm trên đường cũng không tìm thấy. Mr. Bean sắp tức điên lên, ông quay lại nhìn thấy chiếc xe đạp bị đè nát bét. May mà máy quay phim không bị hư hỏng gì. Ông mở máy lên xem, đây không phải xe tăng hay sao? Vậy nên ông ngồi bên lề đường để bắt xe. Phía xa có một chiếc xe máy chạy còn chậm hơn cả đi bộ đang đi tới. Mr. Bean ngồi ở phía sau, nhưng xe không nhích nổi. Khi ông lão xuống xe để sửa chữa, Mr. Bean từ ghế sau ngồi lên phía trước, lái xe đi luôn. Ai ngờ rằng tốc độ này còn chậm hơn cả người què chân. Ông lão ở bên cạnh vừa đi vừa nhìn Mr. Bean, đồ mặt trơ trán bóng xuống xe. Mr. Bean bước vào một ngôi nhà gỗ bên đường, không cẩn thận đã tự khóa mình trong đó. Lúc này, ngoài đường có hết xe này đến xe khác chạy qua, ông có sốt ruột đến thế nào cũng không ra ngoài nổi. Cuối cùng, Mr. Bean vô cùng bất lực và nghĩ ra một biện pháp có 102 để mở khóa. Ông nhấc ngôi nhà gỗ lên bước ra giữa đường, chỉ nghe thấy một tiếng động rất lớn. Ngôi nhà bị một chiếc xe móc kéo đâm nát tan tành. Thao tác thần thánh này thật không có ai khác làm được. Cuối cùng ông đành đi bộ lên phía trước, vượt núi vượt đèo, ngày hôm sau tỉnh lại. Mr. Bean vừa mở mắt ra, đã bị bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt. Lẽ nào ông đã xuyên không? Lúc này, một chiếc xe tăng nổ bắn từ phía xa, tiến gần đến nơi này, bỗng một nhóm người xuất hiện, cầm súng trường, nhắm bắn khắp nơi. Mr. Bean nắm bắt tình hình, nhìn thấy một cô gái đang gặp nguy hiểm, ông dũng cảm xông ra từ dưới gầm bánh xe, nhanh chóng ôm cô gái kia ngã xuống, làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc này đạo diễn kêu dừng lại, hỏi Mr. Bean từ đâu đến, đang làm gì ở đó. Thì ra là đang đóng phim. Thì ra Mr. Bean đang được đóng vai diễn viên quần chúng, mặc bộ đồ diễn lên người, tinh thần phơi phới. Mr. Bean không ngồi yên dù chỉ một giây, đi rồi lại đá cao. Không may đá cao quá, chân bị kẹt trên giá treo quần áo. Khi đóng vai diễn viên quần chúng, Mr. Bean cầm chiếc máy quay mà xông lên, khiến đạo diễn tức giận la hét đuổi ông đi. Lúc này máy quay bị hết điện, Mr. Bean tìm thấy một nơi có thể sạc điện. Nhân lúc mọi người không để ý, ông rút một phích cắm ra. Không ngờ phích cắm không rút ra là nguồn điều chỉnh gây nổ. Xe tăng đã nổ bắn, nhưng không có vụ nổ nào. Đạo diễn tức giận lại quát tháo la mắng. Mr. Bean sạc xong lại cắm phích cắm trở lại. Lúc này đạo diễn đang trách mắng nhân viên của nhóm gây nổ. Khi vừa nhấn nút, chiếc mũ lập tức bị bay lên. Mr. Bean vui vẻ cầm chiếc máy quay rồi bỏ đi. Ông chặn một chiếc xe bên đường, trùng hợp đó chính là cô gái mà ông vừa cứu lúc nãy. Hai người bất đồng ngôn ngữ nên khi trò chuyện cũng không vui vẻ cho lắm. Mr. Bean đến khu bảo dưỡng xe, ông bước vào quán ăn, không ngờ gặp được cậu bé kia ở đây. Đầu tiên là màn chào hỏi rất đặc biệt, hai người rất vui khi lại gặp được nhau, sau đó lại là một tá lời chào. Do đó, ba người đang trên đường đến dự liên hoan phim Cannes. Bọn họ thấy Sabin có điện thoại, nên cậu bé lại mượn để gọi điện thoại cho bố, gọi mãi, Mr. Bean lại rảnh quá không chịu được, bấm máy nghe hết một lượt nhạc chuông trong điện thoại. Mặt Sabin nhẫn nhịn suýt nữa biến sắc. Đến cuối cùng, tiếng nhạc khiến Sabin đang lái xe ngủ thiếp đi, lấy tay lái làm gối đầu rồi gục xuống. Mr. Bean sợ hãi lập tức bừng tỉnh, sau một hồi thực hiện thao tác, lập tức thực hiện cú xoay xe 360 độ, lợi dụng quán tính để thay đổi vị trí với Sabin. Thực hiện màn đổi vị trí không cần dừng xe, Mr. Bean trợn trừng mắt, bỗng chốc lại gục xuống, thật sự không thể chịu nổi. Ông cho rằng như vậy không được, phải ác với mình hơn một chút. Sau đó ông liên tục tát vào mặt mình hết phải rồi lại trái. Lúc này ông đã tỉnh táo hơn, nhưng một phút sau lại không kìm chế nổi. Không được, phải mạnh hơn nữa. Ông cắn tay mình một miếng rất to. Thế này cũng đủ mạnh rồi, nhìn có vẻ rất đau. Phải mạnh hơn chút nữa, lần này mới đủ đô. Tỉnh táo chưa được 10 giây. Không được, phải kiên trì. Thật sự không ổn, phải làm gì đó mạnh hơn nữa. Ông cầm máy lửa, đút ngón tay của mình vào đó. Lần này, chắc chắn khiến tinh thần tỉnh táo. Ây da, sao lại ngủ tiếp rồi? Ông bắt buộc phải dùng chiêu lớn, ông lấy ra một hộp diêm. Vấn đề này chắc sẽ ổn thôi. Sau khi Sabin tỉnh lại, nhìn thấy Mr. Bean nỗ lực dùng que diêm để giữ mí mắt. Cứ như vậy cả đêm qua ông không chợp mắt. Phía bên này cảnh sát liên tục đưa tin bắt giữ Mr. Bean, cho rằng ông là người bắt cóc cậu con trai Stephen. Do đó, cậu bé đã cải trang thành con gái của Sabin. Mr. Bean cải trang thành mẹ của cô, mới có thể thoát khỏi mắt cảnh sát. Do Mr. Bean và cậu bé không có vé vào sân khấu liên hoan phim Cannes, Mr. Bean đành dẫn cậu bé đi vào từ phía sau, nhưng lại bị bảo vệ phát hiện, bắt xuất trình vé vào. Do đó Mr. Bean xuất trình tấm vé vào do chính mình tạo ra.
Bảo vệ vừa nhìn, hai người đang trêu tôi đúng không? Mr. Bean nhân lúc bảo vệ không chú ý, đánh một cú thật mạnh khiến ông ta ngất đi. Mr. Bean tìm thấy Sabine và biết được cảnh quay của cô đã bị đạo diễn cắt hết, cho nên Mr. Bean đến phòng phát sóng, chuyển bộ phim thành những video mình tự quay lại được. Trong đó tất cả đều là cảnh quay của Sabine, cùng tất cả những cảnh tượng ông ghi lại được trong suốt chuyến đi. Đạo diễn thấy gì đó sai sai, dẫn theo nhân viên đế phòng phát sóng để ngăn ông lại. Cuối cùng Mr. Bean đến trước màn chiếu, nhận được tràng pháo tay từ tất cả mọi người. Lúc này, người đàn ông cho rằng Mr. Bean đã bắt cóc con trai mình. Sabine vội vàng giúp đỡ, giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm. Người đàn ông kia xông lên sân khấu, cậu bé bước ra từ phía dưới màn hình và nhận được tràng pháo tay từ khán giả một lần nữa. Nhìn tình tiết cú lội ngược dòng hoàn hảo này, đạo diễn bước lên sân khấu để cùng đồng hưởng sự tán dương của mọi người dành cho chuyện này của Mr. Bean. Do đó, ông giả vờ thể hiện sự chúc mừng tới Mr. Bean, sau đó tùy cơ ứng biến, nói rằng đây chính là tác phẩm tuyệt vời của bản thân. Lúc này Mr. Bean nghĩ ra bản thân còn có việc phải làm, nên lặng lẽ rời đi. Mr. Bean luôn rất ngưỡng mộ Gold Coast, liếc mắt đi khắp nơi, thì ra là ở ngay trước mặt, Mr. Bean nhìn thấy mục tiêu. Ông không nghĩ gì mà bước đi hướng tới giấc mơ của mình. Chúc mừng bản thân cuối cùng đã đến được biển. Nếu các bạn thích bộ phim này, hãy nhớ nhấn theo dõi và để lại bình luận nhé. Hẹn gặp lại vào kỳ sau.